Và để giải quyết vấn đề đáng lo ngại về thiếu nhân lực nghiêm trọng trong lĩnh vực đăng kiểm, Bộ Giao thông Vận tải đang trình Chính phủ cơ chế ký hợp đồng với các đăng kiểm viên đã nghỉ hưu nhưng vẫn còn đủ điều kiện sức khỏe và trình độ chuyên môn. Đồng thời cũng đề nghị rút ngắn thời gian thực tập của các đăng kiểm viên và tiến hành sát hạch cung ứng cho các trung tâm đăng kiểm. Đây là một trong những nội dung của cuộc trao đổi của ông Uông Việt Dũng, Vụ trưởng Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông Vận tải với phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Thưa ông, xin ông cho biết là trước cái tình trạng ùn ứ của các trung tâm đăng kiểm hiện nay thì Bộ Giao thông Vận tải đã có những chỉ đạo nóng nào? Bộ Giao thông Vận tải cũng đang duy trì một cái mạch liên lạc thường xuyên liên tục, kết nối liên tục với Cục Đăng kiểm Việt Nam để thường xuyên để nắm bắt cái diễn biến tình hình tại tất cả các trung tâm đăng kiểm trên cả nước. Thì đối với Hà Nội, trước tiên là ưu tiên đó là cái việc là chúng ta rà soát lại để vận động và cũng như là điều phối các cái lực lượng đăng kiểm tại các địa phương lân cận cho Hà Nội, và chúng tôi cũng đã kiến nghị Bộ Công an và đã được Bộ Công an chấp thuận là việc là những cái dây chuyền hoặc là những trung tâm đăng kiểm nếu đã phục vụ được cho cái việc là điều tra của Bộ Công an thì cho sớm mở lại để đáp ứng được yêu cầu của người dân. Thưa ông, về lâu dài thì để hoạt động đăng kiểm ổn định, minh bạch, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và nhu cầu của doanh nghiệp và người dân thì Bộ Giao thông Vận tải sẽ có những cái giải pháp căn cơ nào? Bộ Giao thông Vận tải cũng đang khẩn trương để rà soát và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ để sửa đổi, bổ sung để làm sao nó phù hợp hơn với tình hình thực tiễn. Trước mắt là hiện nay chúng tôi đang tập trung và đang xin Chính phủ về cái thủ tục rút gọn để sửa đổi cái thông tư 16 về các quy định về cái việc đăng kiểm xe và cái bảo vệ môi trường đối với xe phương tiện xe cơ giới ô tô theo cái hướng là sẽ miễn đăng kiểm lần đầu đối với các phương tiện là xuất nhập khẩu và sản xuất lắp ráp mới. Chúng tôi đang tích cực triển khai cái đề án mà tái cơ cấu lại cái chức năng vị trí của tổ chức bộ máy của Cục Đăng kiểm Việt Nam theo hướng đó là chúng ta phải tách bạch cái nhiệm vụ của Cục Đăng kiểm, đó là cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực đăng kiểm, và Cục Đăng kiểm sẽ không thực hiện cái chức năng là cung cấp những cái dịch vụ công, dịch vụ đăng kiểm định phương tiện đó. Và đặc biệt đó là chúng ta cũng phải tăng cường thêm cái công tác thanh tra kiểm tra của lĩnh vực đăng kiểm để đảm bảo được cái việc theo dõi giám sát cái việc thực hiện các quy định của pháp luật. Một lần nữa xin được cảm ơn ông.